Dạ xin chào cô chú anh chị ha. Thì hiện tại em thấy một anh trai ở chợ bún. Hôm nay anh lại tiếp tục đem 10 trái dừa tới cô chú anh chị. Thì không biết hôm nay là anh lên đây chủ yếu là anh để truy tìm cô bán vé số nữa hay là anh cúng gì. Em thì đang đợi một lát nữa để thắp nhang xong em hỏi anh cái. Cười. Vô đây. Hôm nay thì em lại thấy anh trai có đem 10 trái dừa. Mà trái thì dừa sim cô chú anh chị. Ảnh không có cúng gì hết ngoài dừa thôi. Đây. Ngoài đó có đèn luôn anh. Dạ được ạ. Nhang ở ngoài này, đèn ở ngoài này luôn cô. Dạ đúng, dạ đúng rồi. Đó. À. Chào anh. Ủa sao mà em thấy anh đó, lần nào anh lên cũng cúng dừa hết trơn anh? Thì dừa thôi, tại vì mà dừa nó có ý nghĩa gì vậy? Có ý nghĩa gì? Ý nghĩa gì anh? Không có này mua không á. Mua. Ở nhà chồng anh dạ. Dừa luôn. Không có. Dạ. Mua không à. Em thấy mấy lần anh lên anh cúng dừa không à? Ờ, cúng dừa là ngon lắm. Mà dừa có ý nghĩa gì anh? Dừa uống mát. Mát. Tại dạ. Vì sao dừa thì đầu tiên nhất là phải mát. Mát. À, dạ. Đúng rồi. À. Mà em thấy anh lên là mỗi lần là 10 trái, 12 trái không? Mà đặc biệt lần này là có lẽ là anh thương cậu Năm hơn nè, mua cúng dừa bự hơn nè. Hả? Dừa bự hơn á. Thì theo cái chỗ nó bán. Dạ, bên này mua chỗ khác không? Không có chỗ khác. Dạ. Hồi bữa mình mua ở chỗ kia vừa có cái dừa dâu dạ. Nó khác chút. Dạ. Này anh, em chia sẻ với anh thông tin là hồi nãy có cái bà sư cô giọng mộ với tớ. Ừ, đúng rồi. Ờ, anh thấy không? Tại vì mình thì bây giờ tôi lên đây thì tôi cũng thấy mấy em hồi nãy tôi cũng có coi. Ừ. Thì thấy mấy em làm như vậy là đúng. Ừ. Tại vì bà sư cô đó thì bà là một cái người tu hành mà bà đến đây mà bà không có làm đúng theo cái kiểu cái người tu hành. Ừ. Tại cái người tu hành thì đến đây ví dụ là không có cái gì mà phát biểu ra cái gì mà linh tinh hay mình làm cái gì linh tinh. Mình là một người tu hành. Thì bây giờ mình ví dụ đến đây mình cứ tụng kinh hay là mình làm cái niệm hay là mình làm cái gì đó yeah. Thì cho cái linh hồn của cậu nó mau tươi tốt về cõi Phật yeah. Chứ còn mình đến đây và mình làm cái này cái kia thì đâu cũng có tốt có cái gì yeah. Thì tôi á thì tôi cũng thấy như vậy rồi thì lúc kia thì tôi cũng thấy mừng lắm thì mấy em chặn với bà à bả lợi thì rất là mừng mà mình nói đi thì cũng nói lợi tại con người ta không ai cũng không có hoàn hảo yeah. Cũng có sơ sót ai cũng có bệnh đó thì người ta biết cái bệnh người ta yeah. Thì thôi người ta sửa vậy thì mình cũng cố gắng làm sao mình cũng tha thứ cho người ta yeah. Chứ bây giờ mình cứ ấy ra hoài thì nó không có vui yeah. Tại vì đúng là cái mộ của cậu mà cô đó là cái người tu hành mà cô có làm như vậy yeah. Mà cô lên đây thì nãy cô lên đây thì đôi khi cũng có nhiều người bức xúc thì thôi thì tôi thì cũng đứng cửa giữa tôi cũng không có bên cô đó mà tôi cũng không có bên mình ví dụ như vậy mình đứng cửa giữa mình thông bài làm sao thôi giờ cô cũng biết cái lỗi của cô rồi thôi mình cũng tha thứ cho cô mà còn mà cô đến đây mà cô mà ấy thì không có đến mà không cho cô vô mộ ví dụ vậy chứ bây giờ cô là một cái người tu hành mà ví dụ cô là người bình thường đi cô là cái người bình thường mà cô mà không có mặc đồ tu á thì sao cũng được coi cái chuyện gì nó qua rồi thì để cho nó qua luôn đi ví dụ như vậy thì bây giờ mình đến đây thì mắt tương của cậu thì mình cũng cố gắng làm cho mình dạ cái chuyện gì nó ấy thì mình bỏ ra dạ nói vậy thôi còn ví dụ mấy em chặn này đúng đó cô thấy tôi nhìn tôi có coi có coi ha à, có coi có chặn cô lại mà cô á thì đôi khi cô cũng có thì mình nghĩ cái lời của cô nói ra hay là mình thấy cô cũng có đôi khi mình cũng có hối hận ừ. Mình làm bậy cũng có hối hận ừ. Thì thôi bây giờ mấy em ở trong này đi tốt trong này mấy em quay ví dụ đôi khi người ta như vậy thôi mình cũng cố gắng làm sao tha thứ người ta đi tha thứ được cứ tha thứ ha tha thứ được mình tha thứ yeah. Đó chứ bây giờ mà thật tới mình cứ ấy hoài thì đôi khi cũng trên bản thì còn có người tu hành đó mà mình không biết là người ta tu sao mình không cần biết mình thì con của Phật rồi đó thì mình thấy cái gì theo cái lời của Phật dạy thì mình làm sao cố gắng làm sao thì theo cái lời Phật dạy thì đến đây có gì đâu không có gì cái đất
thắp cho cậu một cây hương, ví dụ là mình tụng kinh niệm Phật, đó là rất là quý. Còn cô thì làm tầm bậy thì cô biết rồi, cô có nói mà, cô cái gì cô có làm bậy thì cô cũng chịu với pháp luật, ví dụ vậy. Thì cô nói câu đó thì mình coi đồng ý rồi, thì cô biết cô xử cô bậy thì cô quay đầu thì được rồi, nói vậy thôi. Chứ còn ngoài ra ví dụ mình cứ lấy hoài thì thấy vậy. Chứ nãy tôi cũng rất là mừng, ví dụ thậm chí tôi thấy YouTube quay nhiều lắm, mà thậm chí bây giờ mình quay mà mình kiềm chế bản thân lại được thì không có gì sợ mình cúc xúc á. Xảy ra chuyện nó không có vui, tại vì người ta cũng lớn tuổi rồi. Thì cái cô đó mình nói không biết, cái người tu hành mình biết, mình thấy lớn tuổi thì mình cứ quý thôi. Thì cô cũng như cha mẹ mình lớn tuổi rồi thì mình cũng rất là nể cô chút tí đó, tại vì cô là quay đầu rồi đó, cô là cô đến đây là cô xin lỗi đó, cô quay đầu rồi đó. Chứ cô không có như người ta, cô mình cứ dậm chí bây giờ cô không quay đầu á, mà mấy em chặn là cô cũng dẫn dẫn càng mấy em ông bà cũng vô đây thôi, đó bà không quay đầu. Còn bà quay đầu là bà không chịu vô, ví dụ vậy rồi là bà biết rồi. Thì bà đến đây thì bà cũng nói một câu một thôi, giờ tôi đến đây tôi cũng văn bài cái sự mà lúc cái đầu tôi làm cái chuyện không có đúng đó. Thì thôi để giờ mấy em được phân tích nhiều quá thì cũng để chính quyền địa phương, ví dụ bà có làm cái gì sai trái thì công an hay là địa phương hay là công an mình giải quyết, ví dụ như vậy đó. Chứ còn ngoài ra mình tha thứ đi, mình cũng như là ấy rồi thì mình tha thứ đúng cái tha thứ. Mà bà không dám đâu, bà không bao giờ mà bà dám làm tầm bậy nữa đâu, tại vì bà biết bao nhiêu người mà phản ánh bà rồi đó. Thì tôi thì cũng nghĩ mình tới bây giờ mình không biết bà làm bậy rồi đó, bây giờ mình cũng là con cháu đi, mình là cũng như bà là mẹ mình đi, thì mình cũng tha thứ đó. Cái gì cũng vậy, mình cũng tha thứ cho đôi khi cũng có ai mà hoàn hảo hết, ai cũng có cái sai cái trái cái bì cái bì. Chứ giờ mình nói đi nói lại thì mình cũng không có vậy rồi, thì nói vậy là tôi rất là mừng, tại vì sao tôi thấy vậy là mừng rồi. Thì thôi cái chuyện gì nó qua rồi thì mấy em cố gắng làm sao, tại vì nó qua đi. Vậy là ý của anh đó là bây giờ thay dù bà đúng hay sai, bà đúng nhưng mà chắc chắn là sẽ không đúng rồi, không sai. Đúng là sai. Bà sai nhưng mà bà biết quay đầu thì đúng. Mình hãy tha thứ. Đúng. Đánh người chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Đúng rồi. Thì mình phải dùng cái pháp là tha thứ rồi. với lại mình đối xử bằng một cách là người lớn tuổi hơn người nhỏ tuổi. Đúng rồi, lớn tuổi, đúng rồi. Không ai hoàn hảo hết. Đúng, không ai hoàn hảo hết. Tại vì sao bà là một, mình không có càng nói, bà là cái người tu hành, mình không cần đừng bỏ cái chuyện tu hành qua một bên đi. Mình tha thứ tội đồng bà hiểu ha. Bà cũng như là lớn tuổi như cha mẹ mình. Thôi mình cũng cố gắng làm sao mình cũng tha thứ đi. Chứ bây giờ mình cũng có làm, nãy tôi cũng hên nhất rồi, tôi thấy hên á. Tôi cũng thấy hên á, hên là biết sao, tại vì mấy em cũng cố gắng dằn được. Cho sợ nóng tính ha. Sợ nóng tính rồi nó không có hay thực tế vậy. Thì bây giờ thôi, bây giờ cái chuyện gì nó qua rồi thì thôi mình cũng cố gắng làm sao mình cứ. Chứ hồi nãy là lúc mà bà chuẩn bị đi thấy bà quay 3 vòng. Anh có coi video không? Đó, em sợ bà bay đi lên trong á. Tại vì bà quay 3 vòng á là kêu bình thường nói mà quay đầu là bờ. Quay đầu là bờ. Đúng rồi, bà quay là bà hối hận rồi. Thôi mình cũng tha thứ cho người ta đi đó. Tại vì đôi khi mà mình một cái người mà bình thường không có mặt độ tu hành á thì làm sao cũng được. Ví dụ như vậy, còn bà một cái người tu hành thì mình nói ra ví dụ cái người tu hành này bà thì làm bậy rồi đó. Rồi mình trong cái Phật giáo nó ảnh hưởng nhiều lắm. Thôi bây giờ mình cũng cố gắng, mình con của Phật thì mình cũng cố gắng người ta mình lợi, đừng có nên mà ấy hoài cái gì vậy đó. Tôi cũng góp ý mấy em vậy thôi. nhưng mà theo như anh á, cần phải có một cái biện pháp nào để răn đe bả không? Không cần. Tại vì biết sao bả biết rồi. Dạ. Bả biết rồi. Thì hôm qua cũng có cái người kia hô ở dịp Tuấn Miêu nói không? Có công an có vô đây có vô nhà cô có ấy không? Bà nói thì cái người đó biết thôi, chứ nói người ta biết rồi. Đó, không cần đâu. Tại vì cái chuyện gì mà nó cũng không có, nó không có to tát lắm đâu. Ví dụ mình không thầy, mình nghĩ cái chuyện đó to tát. Mà bây giờ mình nói là cái chuyện nó nhỏ đi. Đây là nó nhỏ. Còn cái chuyện nó lớn thì mình thành nó lớn. Ví dụ như vậy. Thôi mình cố gắng làm sao con ta thấy đi. Tại vì tôi cũng như là con bả đi. Tôi cũng là con bả. Tôi cũng đại diện anh em cố gắng làm sao. Thôi giờ người ta quay đầu là bờ rồi. Ai cũng vậy. Cũng có cái sơ số thì bả cũng nghĩ cái bản thân của bả như vậy. Mà mình á, con người của mình đâu. Tại vì cái người nằm xuống rồi thì mình làm như vậy là quá sai chứ không có đúng đâu. Đấy vậy. Rồi còn mình cứ lôi ra bả là một người cứ tu hành, bả là một cái người mặc đồ tu đi. Bây giờ mình nói ra thì
mình ảnh hưởng Phật pháp gì lắm. Dạ. Sao bạn là một cái người mặc đồ tu, chứ còn bà bản mà mặc cái đồ như mấy em vậy là mình dễ giải quyết lắm. Tại vì dễ, tại vì sao bạn là cái người tu hành. Dạ. Đó mình cũng nói mình cũng nể Phật pháp. Đó, Phật không, pháp á. Ừ. Không nể bả thì cũng nể cái áo bả mặc. Đúng rồi, đời nể cái áo đó. Dạ, nể cái áo bả mặc. Nể cái áo bả mặc đó. Tại vì bả mặc cái áo là cái nhà cái dạ. cái người bên tu hành, dạ. bên Phật pháp. Dạ. Đó mình cũng nể một dạ, tí đúng. Đi thôi, mình cũng tha thứ. Dạ. Tại vì sao đôi khi mình cũng tha thứ người ta. Dạ. Để thôi, vậy đi ha. Dạ rồi. Đó như giờ vậy lên đây thì tôi cũng thấy vậy thì tôi cũng mừng lắm thôi. Mấy em cũng cố gắng làm thôi. Như ngày hôm qua có một anh đến đây là nó tố cô Thư đó là lừa dối. À không. Tại vì người ta bức xúc quá em. Bức xúc à? À đúng rồi, người ta bức xúc lắm. Người ta nói vậy á, chờ lợi ra người ta chứ không có đâu. Không có lừa dối. Đúng rồi, tại vì người ta làm chuyện đó cô không có gì mà ảnh hưởng gì mà nó quá đáng. Dạ. Ví dụ là giết người hay là đâm chém hoặc này kia. Không. Không, hôm qua để đừng kể cho anh nghe là hôm trước gì đó có một anh ở quận 5. Anh Đức. Anh lên anh kể là anh bị sư cô đó gạt. Là có nghĩa là mẹ anh bị gạt đó, là để giống như làm tiền đó, cái tỷ bạc đó. Đúng rồi đó, thì mình nói bây giờ cái anh đó đi. Dạ. Bây giờ tôi cũng giờ cái anh đó anh có nghe. Dạ. Lời tôi nói. Dạ. Thì thôi anh, cái chuyện gì nó qua rồi. Dạ. Thì thôi anh đừng có nhắc lại ví dụ vậy trong gia đình mình mà. Dạ. Tại vì cũng có cái mặt với cái trái. Dạ. Tại vì không phải là một cái người sư cô đó. Dạ. Mà cô làm bậy đâu, cũng có mình cũng có sai trong đó một tí. Dạ. Thì người ta mới lường gạt mình. Dễ tin quá. Đó mình dễ tin người quá. Dạ. Thì thôi cái chuyện gì bây giờ nó lỡ rồi, nó qua rồi. Dạ. Thì thôi anh cố gắng làm sao anh đừng có nóng giận nữa. Dạ. Thôi anh cũng bỏ qua đi. Dạ. Cái chuyện gì á, ai làm bậy thì cái người đó gặp bậy thôi. Dạ. Còn cái người là ai làm tốt thì cái người đó gặp tốt vậy thôi. Còn ví dụ con khuyên anh đó chứ con ai cũng bốc tốt, tại vì cái người đó mà làm trong cái gia đình mình mà tiền bạc còn này kia đủ thứ cá thì ai cũng buồn, ai làm lấy tội hay đúng không? Đúng rồi, ai làm lấy tội đó. Thì nói tôi thì đây cũng nói có tí cho cái anh đó. Dạ. Thì thôi cái chuyện gì nó qua rồi thôi mình cũng bỏ qua đi, thì mình cứ con của Phật mà mình cứ cố gắng làm sao mình cứ bình thường thôi, chứ còn bây giờ mình cứ nhắc lại nữa thì nó bút xúc nữa. Dạ. Tại vì cái gì cũng vậy, cái dạ. chuyện như nó qua rồi mà, ví dụ là bọn ảnh đó anh có nói là nay làm 7 năm rồi. Dạ. Thì thôi kệ nó, 7 năm nó cũng qua rồi, nó cũng ấy rồi, thôi kệ bỏ qua đi. Dạ. Chứ cô bây giờ là cô không dám làm nữa đâu, tại vì cô không có dám vô mã cậu đâu. Dạ. Tại vì vô mã cậu bị mấy YouTuber chặn hết rồi. Chặn hết rồi, tại lúc đầu mình không biết. Không biết thì mình sơ sốt. Tôi thấy chặn gì đúng không chú? Đúng ok. Dạ. Chặn là đúng rồi. Tại vì cô hỏi ví dụ cô một cái người mặc đồ tu hành mà cô vô mà ví dụ ẩm chiến vô cô đốt nhang cô tụng kinh niệm Phật thì mình rất là mừng, mình dạ. rất là cảm ơn cô. Dạ. Còn cô mà cô vô cô nói cái này cái kia, cô làm tầm 7 tầm 3 thì đôi khi ai cũng bức xúc. Dạ. Thậm chí người nhà cũng vậy mà khán giả cũng vậy. Dạ. Tại vì người một cái người gì mà mắc rồi á, như chú đó, quá cho người quý, quá cho người tham mộ đó. Ví dụ người ta không thể có cái sự bức xúc người ta. Dạ. Ví dụ giờ mình tôi cũng khuyên cái anh đó thôi. Dạ. Bỏ đi thôi. Dạ. Đừng nóng giận. Dạ. Quá, tại vì nói kia mà bản cũng làm sai rồi thôi. Dạ. Giờ mình cũng chuyện giờ mình là mình nói thì ví dụ thôi, cái mình bức xúc đó. Dạ. Thì mình cũng đâu có lấy lời được cái gì đâu. Dạ. Lẽ giờ mình giết bạn. Dạ. Đó, lỡ rồi thôi. Đó lỡ rồi thôi thì cũng khuyên cái anh đó thôi. Thì tôi cũng góp ý phiên anh đó thôi. Dạ. Bỏ đi thôi, chuyện gì nó qua nó sẽ qua. Dạ. Ai làm ác thì gặp ác, ai làm phải thì gặp phải vậy thôi, ví dụ như vậy. Vậy là... còn cái người mà tu hành thì mình không có nên đến đây đâu. Dạ. Vì cái người tu hành với bà cô gì Huệ Hiếu gì đó. Ừ. Bà ra ngoài kia tôi nghe bà nói nhiều câu trong gia đình liên nghĩa đó. Không dạ. được đâu. Tại vì mình cái người tu hành là mình cứ đến đây là mình cứ đông tụng kinh niệm Phật. Tôi cũng thấy mấy cô đồ ở xa thôi cũng đến đây đông lắm, cũng đó mình đốt Phật cậu, tụng kinh hồi hướng mới đúng hả chú? Hồi hướng cho cô cho cậu thì cái đó là rất là đúng, rất là vui. Đúng. Chứ còn mà đến đây mà làm tùm bảy tùm ba thì không được. Cái ngày mà bà có liên nghĩa tới đây á, nếu mà con được lấy sớm á, chắc chắn là con sẽ vạch mặt bà luôn. Tại vì con người là con là hiểu bà biết nhiều mà. Nhất luôn. Tại vì mình coi cái tình đạo. Dạ, bà tu là bảy tu, có thấy không? Bà không có cái gì đúng đâu, bà với cái bà kia đó. Bà tu mà bà chê ái. Cái thứ nhất, thứ hai nó tu mà mở tủ lạnh ra toàn đầu cá với cánh gà rồi trong đó không à. Rồi lượng liên nghĩa hả? Đúng rồi, bà liên nghĩa đó. Mà thí dụ bây giờ bà làm cái gì ở nhà bà là cái chuyện mình coi trên tài, mà bà lên đây là thấy bà tốt ra nhiều. Bà không có đủ tư cách để ngồi đây phán xét gia đình người ta. Không có đủ.
mình là gia đình của ai thì người đó dễ quyết, còn mình là người tu hành. Bà nào mặc cái đồ tu hành mà bà nói cái chuyện nhiều cái không được. Yeah. Thậm chí tôi là có người dân thường nè, tôi không tu hành thiệt, mà mình lên đây mình nói làm sao cái gì cũng vậy. Cái chuyện nó đúng thì mình nói. Yeah. Còn cái chuyện gì sai đừng có nói, tại vì mà mặc đồ cái tu hành nó quan trọng lắm nha mấy em. Yeah. Chứ không phải đơn giản đâu. Yeah. Mà mình phải đi cái đường lối cái Phật dạy, làm sao mình cố gắng làm sao mình tu hành là mình cứ tụng kinh niệm Phật, mình làm cái gì nó hiền hậu, hay là cái gì có phước đức thì mình làm, còn cái nào mà không có được thì thôi đừng có nên làm thật tới như vậy. Chứ cái người tu hành nó rất là ấy lắm, chứ người ta không có sân si. Đúng rồi, không có sân si đâu, nói vậy không có mâu thuẫn, không có mâu thuẫn. Rồi thì bà nói ra là bà cứ hay là sân si, bà đúng hay rồi, tự gia đình ra, tự gia đình ra, cái ngồi ngoài đó tự gia đình ra, cái đó là không được đâu. Đây không được, tại gia đình người ta có người giải quyết, chứ còn mình học tới mình là người thắng giả, mình cứ đến đây cứ đốt cho cậu cái hương rồi mình cứ rất là dữ rồi, chứ là mình cứ đến đây cứ tự gia đình người ta ra là có nên tốt thế như vậy. Chứ còn ngoài ra thì tôi cũng không phải là tôi cũng người thắng giả, tôi cũng không bà con cô bác thì giết năm vũ linh này thì đó, tôi cũng chắc là quý, tại vì quý là quý cái gì, cái tấm lòng của chú còn sống. Được. Khán giả đồng ơn cô chú anh chị đó, mấy cô đánh viếng nè, cảm ơn cô chú anh chị ha. Em né camera của anh em. anh né em rồi đó. Đó đông lắm cô chú anh chị. Vậy thôi có lẽ là em xin phép chào tạm biệt cô chú anh chị ha. Hẹn cô chú anh chị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Anh né rồi đó. Anh cố gắng né lắm rồi đó. Đây. Bên trong hậu trường.